Vâng thưa các bạn, trong những ngày qua, mặc dù không khí rất là lạnh, nhưng mà ca sĩ Lý Hải vẫn bỏ chút thời gian ra để đến với studio của chúng tôi. Sau đây ca sĩ Lý Hải xin trình bày với các bạn bài hát được mang tên Tuổi Hồng Thơ Ngây. Trôi qua dần, anh chờ tin.